Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda CR-V, chiếc xe 7 chỗ ngồi của bên phía Honda. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng rồi, và Topcar VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất có sự thay đổi dành cho từng phiên bản của Honda CR-V, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Honda CR-V là một cái mẫu xe mà trong những ngày vừa qua, thời gian vừa qua được rất nhiều người quan tâm và chú ý, khi mà bên phía đại lý đã có những cái chính sách xả tồn thanh lý dành cho những cái chiếc xe sản xuất năm 2023. Nhưng tại thời điểm này thì xe 2023 đã hết rồi quý các bạn nhé. Bây giờ các phiên bản hiện tại đang phân phối đều là xe sản xuất năm 2024 quý các bạn ạ. Với cái dòng xe Honda CR-V này thì hiện tại video này mình sẽ cập nhật về 3 phiên bản: bản G, bản L một cầu và phiên bản Hybrid quý các bạn nhé. Cụ thể từng phiên bản xe sản xuất năm 2024 có sự thay đổi khuyến mại như thế nào, quà tặng và lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được nếu như mà đang theo dõi về cái chiếc xe này. Đầu tiên là Honda CR-V phiên bản G. Bản G là một cái phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất và cũng được nhiều người quan tâm, với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1 tỷ 109 triệu đồng. Bây giờ thì xe là 2024 rồi, hiện tại giảm về tiền mặt, đại lý sẽ giảm cho quý các bạn 50 triệu đồng tiền mặt quý các bạn nhé. Giá bán xe còn lại của nó là 1 tỷ 059 triệu đồng. Ngoài ra nữa tặng quý các bạn một cái gói quà tặng trị giá là 90 triệu đồng tiền phụ kiện. Chúng ta sẽ có một cái list phụ kiện, cứ lựa chọn làm sao đủ 90 triệu là ok. Có thể lựa chọn dán kính, trải sàn, phủ ceramic, hay nói tóm lại là cứ đủ 90 triệu là được anh chị ạ. Vậy là cả phụ kiện, cả tiền mặt đâu đó nó rơi vào khoảng tầm gói là đây là 140 triệu đồng. Giá xe còn lại là 1 tỷ 059 triệu. Vậy thì CR-V phiên bản G này lăn bánh ở tỉnh của nó là 1 tỷ 173 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 215 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 193 triệu đồng quý các bạn nhé. Ở tỉnh là 1 tỷ 173, ở Hà Nội là 1 tỷ 215, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 193 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của Honda CR-V phiên bản G này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 326 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 368 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 346 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 326, Hà Nội là 368, và thành phố Hồ Chí Minh là 346 theo phương án trả góp. Đó là Honda CR-V phiên bản G. Tiếp theo sang cái phiên bản trên bản G, đó là CR-V bản L một cầu. Bản L một cầu là một cái phiên bản đang có mức giá niêm yết đề xuất là 1 tỷ 159 triệu đồng. Với phiên bản này, đại lý sẽ giảm về tiền mặt cho quý vị các bạn 55 triệu đồng tiền mặt, cùng một gói quà tặng phụ kiện là 40 triệu đồng nữa anh chị nhé. 40 triệu đồng tiền phụ kiện với phiên bản L này và 55 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại của nó là 1 tỷ 104 triệu đồng. Giảm 55 triệu thì cũng tương đương với cả khoảng 50% lệ phí trước bạ, đúng không ạ? Có cái nó quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe thôi. Vậy thì CR-V phiên bản L này lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 223 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 266 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 243 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 1223, Hà Nội là 1266, và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 243 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của CR-V bản L một cầu này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 338 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 382 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 358 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Tỉnh là 338, ở Hà Nội là 382, và thành phố Hồ Chí Minh là 358 theo phương án trả góp với bản L của Honda CR-V xe sản xuất năm 2024. Sang cái phiên bản thứ ba mình cập nhật, đó là Honda CR-V phiên bản EHEV, hay còn gọi là cái phiên bản máy Hybrid.
Bản Hybrid này là một cái phiên bản nhập khẩu tại Thái Lan. Thế còn bản G và bản L, cái bản mà vừa mình cập nhật ấy, nó là cái phiên bản mà lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Thế còn bản Hybrid này nhập khẩu Thái Lan với mức giá niêm yết là 1.259.000.000 đồng. Thì hiện tại phiên bản này đang có chương trình về quà tặng, có thể tặng cho quý vị các bạn. Ví dụ như là bảo hiểm thân vỏ, tặng dán phim cách nhiệt, tặng sơn phủ gầm, tặng phủ ceramic quý vị các bạn nhé. Đó là những cái chương trình về quà tặng cũng như bảo hiểm với bản Hybrid này. Bản này lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1.388.000.000, ở Hà Nội là 1.433.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh 1.408.000.000 đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 1.388, Hà Nội là 1.433 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.408.000.000 đồng. Nếu như mà nói về máy Hybrid, giá của Honda CR-V khi mà so sánh ở trên thị trường tuy là giảm có nhiều, chủ yếu là chương trình quà tặng phụ kiện thôi, nhưng mà với cái mức giá đầu tiên nó đã phù hợp như thế này thì khi mà so sánh ở trên thị trường hiện tại vẫn đang là chiếc xe có cái mức tiền rất là ok của các bạn ạ. Nếu như mà lấy trả góp bản Hybrid này ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 380.000.000, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 426.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 400.000.000 đồng tròn anh chị nhá. Tỉnh là 380, Hà Nội là 426 và thành phố Hồ Chí Minh là 400.000.000 đồng tròn quý vị các bạn ạ. Đó là ba phiên bản, ba sự lựa chọn về cái dòng xe Honda CR-V tại cái video ngày hôm nay, dịp giữa của tháng 5 năm 2024 mà Top Car VN cập nhật mới nhất đến với quý vị các bạn. Xe 2023 đã hết rồi, bây giờ là xe 2024. Gói quà tặng rồi là tiền mặt vẫn có những chương trình cũng rất đáng để mọi người chú ý về một cái chiếc xe mà theo mình nghĩ rằng kiểu dáng thiết kế rất thể thao, rất sang trọng. Hãy qua xem xe, lái thử trải nghiệm thực tế để chúng ta có một cái đánh giá nó chi tiết nhất. Hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.